Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách để chúng ta thiết kế một cái tên đi bằng cái phần mềm Photoshop CC 2019 nha. Rồi sau khi là hoàn thành xong thì nó sẽ như thế này đây. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file New, chúng ta tạo một file mới. Đây thì mình sẽ đặt kích thước cho nó này. Chiều rộng là 60, chiều cao là 160 này. Cái đơn vị này thì mình sẽ cho nó là cm nha. Cái resolution này thì mình sẽ cho nó là 72. Cái color mode này thì mình sẽ cho nó là CMYK nha. Rồi chúng ta nhấn click. Rồi các bạn là làm việc trên file này. Còn ở đây thì mình sẽ làm trực tiếp trên cái file này luôn. Mình sẽ tạo cho nó một cái artboard mới này. Như thế này. Rồi, bạn click dấu cộng ở đây. Đó, mình sẽ tạo cho nó một cái artboard mới và mình làm trên file này. Ở đây nhìn qua bên này cho nó dễ nha. Ở đây thì cái file này các bạn tắt nó đi. Rồi đầu tiên thì các bạn cho cái hình nền vào. Các bạn vào file đây này. Các bạn cho hình nền này vào này. Đó. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt, chúng ta phóng to nó lên như thế này. Rồi các bạn click hạ chuột này. Các bạn cho chọn nó là Grid Vertical này. Các bạn chọn cái này nha. Đó. Và mình ấn Ctrl Z này. Làm lại nha. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt, chúng ta phóng to nó lên. Các bạn click file chuột này, các bạn chọn cái dòng trên này này. Đó. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt, chúng ta phóng to lên chút xíu. Rồi sau đó các bạn nhấn Enter nha. Rồi tiếp theo các bạn vào file Play này. Mình sẽ cho hình này vào. Rồi các bạn đưa nó xuống đây này. Rồi tiếp theo đối với cái file này này, các bạn click vào cái biểu tượng layer mask này này. Đó, các bạn click vào đây. Rồi các bạn click vào thằng Gradient Tool này. Đó, ở đây thì cái màu sắc các bạn chọn như thế này nha. Đó, chúng ta nhấn OK này. Rồi các bạn click vào, các bạn kéo từ trên xuống dưới này. Đó, như thế này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn cho cái logo vào. Đây thì mình có đào sẵn một cái logo về rồi. Đây. Mình sẽ dùng cái phần mềm Illustrator CC, mình sẽ mở nó lên. Đây. Rồi mình sẽ bôi cho nó này. Các bạn nhấn Ctrl C. Qua đây thì các bạn nhấn Ctrl V, chúng ta chọn Smart Object nha, chúng ta nhấn OK này. Đó, các bạn ấn giữ phím Shift Alt, chúng ta phóng to nó lên chút xíu. Rồi các bạn đưa nó lên trên này này. À, sau đó thì mình sẽ nhấn Enter nha. Rồi các bạn click right chuột này, chọn Blending Option. Các bạn click vào mục Color Overline này, các bạn click vào đây này. Đó, các bạn click vào đây nha. Các bạn đừng có click ở đây này. Đó, các bạn click vào đây này. Đó. Ngàn như vậy, các bạn click vào cái chữ này này. Đó. Rồi cái màu sắc này thì mình sẽ tô cho nó là màu hồng này nha. Rồi chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn cho hình tròn này vào này. Các bạn dùng Ellipse Tool này. À, các bạn click vào Ellipse Tool này. Ở đây cái màu fill này thì mình sẽ tô màu hồng này đi. Cái trốc này thì mình tắt nó đi. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift này. Đó.
Rồi tiếp theo các bạn click file chân này, chọn bên link option. Trong cái mục Gradient Overlay này, các bạn để ý này, cái màu sắc các bạn tô nó như thế này. Rồi ở đây thì cái này, các bạn có thể xoay chiều cho nó nha. Ở đây thì mình sẽ xoay cho nó là 40 à 8 thôi. Đó. Rồi chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo các bạn chọn vào layer này này. Đó. Các bạn nhấn Ctrl G nha. Để chúng ta nhân đôi cái layer này lên. Rồi tiếp theo các bạn thay lại cái màu cho nó đi. Các bạn ta thay màu cam này đi. Tắt cái này nha. Rồi các bạn nhấn Ctrl T. Đây thì các bạn kéo cái này vào chút xíu này. Nó như thế này. Rồi các bạn nhấn Enter nha. Rồi tiếp theo thì các bạn vào File Play. Mình sẽ cho cái hình này vào này. Đó. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Sau đó các bạn nhấn Enter. Tiếp theo các bạn click file chuẩn này. Các bạn chọn Clipping Mask này. Đó. Thì cái hình bên trên này nó lồng vào cái hình Elite này cho mình này. Rồi tiếp theo các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn ba cái layer này. Rồi các bạn nhấn Ctrl G thì chúng ta gộp nhóm nó lại. Đó như thế này. Rồi các bạn nhấn Ctrl T này, chúng ta đưa nó sang phía bên này. Các bạn có thể ấn giữ phím Shift để chúng ta phóng to nó lên. Rồi sau đó thì mình sẽ nhấn Enter nha. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng sẽ dùng Ellipse Tool này. Đó. Các bạn vẽ một vòng tròn như này, chúng ta ấn giữ phím Shift này. Rồi ở đây thì cái màu tróc này mình sẽ tô cho nó màu hồng nha. Đó. Còn màu nền này thì mình sẽ tô cho nó màu xanh này đi. Đó. Cho các bạn dễ nhìn. Rồi các bạn có thể ấn Ctrl T, chúng ta phóng to nó lên chút xíu. Sau đó mình sẽ nhấn Enter. Rồi tiếp tục mình vào File Play, mình sẽ cho cái hình này vào này. Đó, các bạn đưa nó vào đây, nhấn Enter, click file chuột này, chọn Clipping Map. Đó, các bạn di chuyển hình như này, các bạn có thể nhấn Ctrl T chúng ta. Đó, các bạn thu nhỏ hình lại chút xíu này. Rồi sau đó mình sẽ nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng Tile Tool này, chúng ta click vào Tile Tool này. Các bạn ghi cái chữ này này, Shell này này. Đó. Rồi ở đây cái phông chữ này này, mình cho cái phông chữ này nha. Rồi cái size này thì mình sẽ cho nó là 150 đi, nhấn Enter. Mình cho nó 200 luôn. Ta nhấn Enter này. Màu sắc này thì mình sẽ cho cái màu hồng này. Các bạn đưa nó vào đây. Ở đây thì cái chữ này nó hơi nhỏ thì các bạn có thể nhấn Ctrl T, chúng ta ấn chữ phím Shift phóng to nó lên. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn Enter. Rồi tương tự phía dưới này cũng vậy, các bạn sẽ dùng Tile Tool, chúng ta ghi nội dung vào. Đó.
Tiếp theo các bạn ấn Ctrl T, chúng ta ấn chữ Dim Sheet, phóng to nó lên. Rồi sau đó mình sẽ nhấn Enter. Đó, thì những cái này này các bạn làm tương tự nha. Ở đây thì mình sẽ copy qua cho nó nhanh. Rồi tiếp theo thì cái hình này các bạn sẽ dùng Rectangle Tool này. Các bạn vẽ một hình chữ nhật nó như thế này. Và ở đây này các bạn tô màu cho nó này, màu fill này này. Các bạn tô cho nó màu hồng này này. Chúng ta nhấn OK. Rồi các bạn sẽ dùng Tile Tool này, chúng ta ghi số điện thoại vào này. Đó. Đây thì màu sắc mình tô giống là màu trắng luôn. Đây, nhấn OK. Rồi các bạn đưa nó vào đây. Rồi tiếp theo bên phía dưới này, các bạn cũng sẽ dùng Edit Tool này. Đây các bạn dùng Edit Tool này. Rồi các bạn vẽ một vòng tròn nó như thế này. Đó, các bạn có thể nhấn Ctrl T này, chúng ta thay đổi kích thước nó như thế này. Đó. Rồi sau đó các bạn nhấn Enter nha. Rồi ở đây này, các bạn để ý này, các bạn click phải chuột này, chọn Blending Option. Trong cái mục Gradient Overlay này, các bạn click vào đây. Đó, rồi chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo mình sẽ nhấn Ctrl Z để mình nhân đôi cái layer này lên. Và các bạn sẽ click vào cái thằng Edit Tool này. Rồi các bạn click vào cái mục Fill này này. Thì mình sẽ tô cái màu xanh này cho nó này. Rồi ở đây sang đây các bạn tắt cái này đi. Đó. Rồi các bạn nhấn Ctrl T này. Đây thì các bạn kéo này xuống này. Đó. Rồi sau đó các bạn nhấn Enter. Tiếp theo thì mình sẽ vào File Play. Mình sẽ cho cái hình này vào. Rồi chúng ta sẽ nhấn Enter. Các bạn click file chuột này, chọn click pin map. À. Rồi cái hình này thì các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Các bạn dùng edit tool này, chúng ta vẽ một vòng tròn như thế này. Rồi màu trước này thì mình sẽ tô màu hồng này. Size thì mình sẽ cho nó 25 pixel. Và các bạn sẽ vào file play. Mình sẽ cho hình này vào. Rồi các bạn nhấn Enter. Các bạn click file chuột này, chọn click pin map. Rồi các bạn có thể nhấn Ctrl T, chúng ta ấn giữ phím Shift Alt thì chúng ta thu nhỏ nó lại. Các bạn nhấn Enter. Rồi sau khi mà các bạn hoàn thành xong như thế này, đây thì tạm thời mình tắt cái Artboard này đi nha. Rồi sau khi mà các bạn làm xong một cái file thiết kế nó hoàn chỉnh như thế này thì các bạn vào file, các bạn vào thằng Shader End này, các bạn vào đây, các bạn vào thằng PDF này. À, rồi các bạn đặt tên cho nó này. Rồi các bạn nhấn Save này. Chúng ta nhấn OK. Tắt cái này đi.
Các bạn qua đây này. Đây cái file mà mình vừa mới xuất ra này. Đó, sau khi các bạn làm xong thì các bạn có thể xuất cái file PDF này và các bạn gửi cho bên nhà in thì họ sẽ in cho các bạn. Rồi như vậy thì mình đang hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái tên đi nó như này bằng cái phần mềm Photoshop. Các bạn nào mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận mình sẽ giải đáp nha. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh đúng không mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.